Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng cá bè chết hàng loạt trên sông Cái Vừng thuộc địa bàn hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp, mới đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân hai địa phương này chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ để có kết luận về nguyên nhân gây ô nhiễm khiến cá chết hàng loạt và có các biện pháp xử lý, hỗ trợ phù hợp theo quy định. Công văn này còn yêu cầu hai địa phương trên tăng cường nhân lực, kinh phí, trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường, khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch nuôi cá lồng bè trên địa bàn, đảm bảo các điều kiện theo quy chuẩn, chỉ đạo cơ quan chuyên môn tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá bè, không để phát sinh vùng nuôi mới, tổ chức di rời số lồng bè có nguy cơ bị thiệt hại do ô nhiễm đến vùng nuôi an toàn.